Yeah, tao là CS. Còn tao là PN. Hôm nay là sinh nhật của tao. Là một bài nhạc chơi. Yeah, vừa mới bán bánh xong, đang ngồi quán cà phê. Hôm nay ăn sinh nhật của một thằng bạn thân. Một cái tiệc rất đơn giản, không có quà, không có cáp, chỉ có hai ly cà phê, cộng nửa gói thuốc Z. Nhưng mà nó rất là feel. Lấy cái beat cộng tờ giấy ra tao viết. Không cần thiết là có phần hay là skill. Hai thằng tao chưa lãnh lương nên không có tiền nhiều. Làm sao mà có bánh sinh nhật thứ này nọ như người ta. Hàng ngày phải ăn mì gói chết con mẹ luôn đó ba. Tụi tao nghèo thì phải chơi theo phong cách của nhà nghèo. Nhưng quan trọng ở trong đó có tình nghĩa là được rồi. Không dám mơ, không dám mộng các kiểu và bông chen. Nếu ai nhìn tao ở bề ngoài mà họ khen. Bởi vì tao rất là bèo nhèo. Hai thằng tao rất là bèo nhèo. Đéo cần phải đãi ở nhà hàng thiệt là sang. Cà phê cốc ở lề đường chỉ có tốn chừng vài ngàn. Nhưng mà cái tiệc này hai thằng tao rất là vui. Không phải lo, không phải tính đến cái chuyện hết tiền túi. Có nhiều thằng khác con nhà giàu thích khoe khoang. Làm sinh nhật cha má mời bạn bè cả một làng. Nhưng nhiều khi ở trong đó không khí rất là ngộ. Rồi thằng kia hổ dư hồng, hai thằng tao rất là nhộ. Yeah, hôm nay là sinh nhật tao. Tao không dám mời ai vì trong túi không nhiều tiền. Nên phải chơi theo cái kiểu mì ăn liền. Mì đi ăn tới liền. Đâu vui tới đó, gặp cái gì chơi cái đó. Đúng không rồi. Quý thuộc theo quân gió. Không bông chen theo chúng nó. Ngồi ngoài đường ngắm gái đẹp thôi cũng no. Quá đã. Thả tâm hồn vào gói thuốc cho bớt lo. Không quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao. Okay. Không có xe máy thì đi bộ có gì đâu. Không có bạn gái thì hơi buồn có gì đâu. Nhưng ngày hôm nay có mày tao lại vui. Tao cứ nghĩ rằng năm nay lại đi chơi một mình thôi. Sinh nhật tao bèo nhưng thật ra không có bèo. Kinh tế tao nghèo nhưng tình nghĩa không có nghèo. Tao đi làm mướn nhưng cũng đừng kinh thần. Tao vẫn chưa biết là ngày mai rồi thằng nào hơn thằng nào. Nếu cần phải đãi ở nhà hàng thì là sang. Cà phê cốc ở lề đường chỉ tốn có chừng vài ngàn. Nhưng mà cái tiệc này hai thằng tao đều niềm vui. Không phải lo, không phải tính đến cái chuyện hết tiền túi. Có nhiều thằng khác con nhà giàu thích khoe khoang. Làm sinh nhật cha má mời bạn bè có một làng. Nhưng nhiều khi ở trong đó không khí rất là ngọt. Rồi thằng kia họ cũng không, hai thằng tao rất là nhộ. Vợ này xin gửi lời chân thành đến mọi người. Đừng có quá quan trọng những vấn đề ở bên ngoài. Con người chỉ đẹp nhờ vào bản chất bên trong. Chứ không phải mặc đồ đẹp là đẹp bẹp luôn cái lòng. Nhiều người xấu xí mà tâm hồn họ thánh cao. Còn đỡ hơn đẹp cái mã rồi bắt đầu bị ngôi sao. Đánh giá một con người thì đừng nên quá gấp gáp. Vì nhiều khi những việc làm đó chỉ là một cái mác. Tôi không dám nhận tôi là một người hoàn thiện. Vì trên đời không có ai được ông trời cho toàn diện. Nhưng hơn nhau là cách sống giữa người này với người kia. Sống làm sao chơi làm sao cho có tình và có nghĩa. Không cần biết mày hơn tao ở tài sản là bao nhiêu. Nếu cần thiết gia đình mày làm chức cao đến bao nhiêu. Nhưng khi bước ra đời thì phải nhớ bình đẳng. Cái đồ thị của bạn bè chỉ là một đường thẳng. Biết chưa? Hôm nay là sinh nhật của thằng bạn tao. Nếu có tiền để mà đi nhà hàng là đãi ở đâu sang trọng. Hai thằng tao chỉ ngồi cà phê cốc lề đường. Đéo có bánh kem, đéo có gì cả. Nhưng mà vui vì trong đó có tình anh em. Rồi tới mày đó, có gì muốn nói đi. Thì tao cứ nghĩ năm nay có mình tao mà. Không ngờ có mày ở đây. Tao cũng cảm ơn mày, rất là vui vì tao có bạn tốt được như mày. Có gì đâu mày ơi, anh em mà.